Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình đọc sách tối thứ bảy hàng tuần vào lúc 9:30. Tối nay Thúy đến với mọi người với một cuốn sách rất là đặc biệt có tên là Hỷ Lạc Từ Tâm. Vâng, đây là một cuốn sách kể lại cuộc gặp gỡ của hai nhà tâm linh, hai vị lãnh tụ của hai tôn giáo lớn trên thế giới, đó là Đức Lạt Lai Lạt Ma của Phật giáo và Đức Tổng Giám Mục của Anh giáo. Và Thúy sẽ xin được chia sẻ với mọi người cuốn sách rất là đặc biệt hôm nay. Xin chào các bạn. Cảm ơn mọi người đã đang tham gia. Cảm ơn chị Dương Ngọc Hân đã giới thiệu với em cuốn sách này. Và chị Hân nói là đây là cuốn sách chị rất là thích. Và Thúy đọc từ hôm qua nay thì Thúy vô cùng là thích thú. Như là mình đang gặp được đúng cái cuốn sách mà mình cần nhất vậy. Xin chia sẻ cùng mọi người nha. Cuốn Hỷ Lạc Từ Tâm này là cuộc đối thoại của hai nhà lãnh đạo tâm linh. Tháng 4 năm 2015 thì có một cuộc gặp gỡ Ấn Độ đã trở thành tâm điểm của thế giới. Đó là cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo tâm linh thế giới, hai nhân vật cùng đạt giải Nobel Hòa bình, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và Đức Tổng Giám mục Nam Phi Desmond Tutu, hai con người vĩ đại với cuộc đời hơn 80 năm, từng trải sóng gió phi thường nhưng đã là điểm tựa an lạc cho hàng tỷ người trên thế giới trong mấy chục năm qua. Trong một tuần hội kiến, các cuộc đối thoại của hai người đã của hai ngài đã diễn ra xoay quanh chủ đề mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đề cập, đó là mục đích của cuộc đời, mục đích xa lìa khổ đau, đạt được hạnh phúc. Các ngài đã chia sẻ những hiểu biết, sự thông tuệ của mình về việc làm thế nào để sống được với niềm hỷ lạc, ngay cả khi phải đối mặt với những đau khổ không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Vâng, và bật mí với mọi người là theo hai ngài thì trạng thái hỷ lạc còn cao hơn cả trạng thái hạnh phúc nữa. Chúng ta sẽ cùng khám phá nha. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã vào ủng hộ chương trình. Cảm ơn Lan Đinh, chị Hà, chị Hân đã cảm ơn nhiều. Xin giới thiệu qua về hai nhân vật đặc biệt của cuốn sách này nha. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là vị lãnh tụ tinh thần của người dân Tây Tạng và của Phật giáo Tây Tạng. Ngài đã đi đến nhiều nơi trên thế giới, giúp tăng trưởng lòng nhân ái và từ bi, sự hiểu biết liên tôn giáo, trân quý môi trường sống và trên hết là sự trân quý hòa bình thế giới. Ngài được trao giải Nobel Hòa bình năm 1989. Đức Tổng Giám mục Tutu đã trở thành nhà lãnh đạo xuất chúng trong chiến dịch vận động cho công lý và hòa giải chủng tộc ở Nam Phi. Ngài được xem là tiếng nói của đạo đức và là biểu tượng của niềm hy vọng. Trong suốt cuộc đời, Ngài luôn quan tâm sâu sắc đến nhu cầu của tất cả mọi người trên thế giới và Ngài được trao giải Nobel Hòa bình năm 1984. Vâng, có lẽ là hai con người lỗi lạc nhất của thế kỷ chúng ta đang sống đấy ạ. Và chúng ta đã may mắn có được cuốn sách của các ngài. Vô cùng cảm ơn người đã chắp bút cho cuốn sách này là nhân vật Dalat Abram và đặc biệt cảm ơn Sài Gòn Book đã đưa cuốn sách này về cho chúng ta để chúng ta có thể đọc được bằng tiếng Việt. Tôi sẽ xin đọc ngay một mục lục của cuốn sách để chúng ta thấy cuốn sách này thú vị thế nào nha. Quả thật là cuốn sách này rất là dày dặn với 431 trang. Kể lại toàn bộ nội dung cũng như là cái những gì đã diễn ra trong một tuần gặp gỡ của hai ngài. Mục lục lời mở đầu là chào mừng bạn đến với cuộc sống tràn đầy hỷ lạc. Lời giới thiệu là từ người chắc bút, là một người vô cùng may mắn khi mà được đi theo hai ngài để viết lại những gì hai ngài đối thoại. Và anh đã ghi lại bằng một cái cách rất là dí dỏm, phản ánh sự thú vị của hai bậc bậc thầy tâm linh này. Chúng ta là những sinh linh yếu ớt mong manh. Ngày thứ nhất là bản chất của niềm hỷ lạc chân thật. Các ngài bàn về các vấn đề sau. Tại sao ngài không hề rầu rĩ? Chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra mà không trải qua những đau thương. Ngài đã từ bỏ hết sự hưởng thụ đại hỷ lạc, bữa trưa cuộc gặp của hai con người nghịch ngợm thật tuyệt. Ngày thứ hai và ngày thứ ba là các ngài bàn về những chướng ngại cho niềm hỷ lạc. Bạn là một kiệt tác đang dần hoàn thiện. Sợ hãi, căng thẳng, lo âu, tôi đã từng rất chán nản và tức giận, thầy sẽ hét lên. Sầu muộn và đau buồn giúp chúng ta gắn kết hơn. Thất vọng, thế giới đang thời kỳ hỗn loạn. Nỗi cô đơn, không cần phải giới thiệu thêm. Lòng ghen tị, sự so sánh mang đến đau khổ. Khổ đau và nghịch cảnh xuyên qua những khó khăn. Bệnh tật và nỗi kinh hoàng trước cái chết, tôi thích xuống địa ngục hơn. Thiền định, để tôi kể cho vài ngài nghe một bí mật. Đó là ngày thứ hai và ngày thứ ba của các ngài. Ngày thứ tư và ngày thứ năm là các ngài bàn về 8 trụ cột của niềm hỷ lạc. Cách nhìn có rất nhiều góc độ khác nhau. Đức khiêm tốn, tôi đã cố tỏ ra khiêm tốn và nhún nhường. Sự hài hước, vui vẻ cười đùa vẫn tốt hơn nhiều.
Sự chấp nhận, nơi duy nhất có thể bắt đầu sự thay đổi. Sự tha thứ, giải phóng bản thân khỏi quá khứ. Lòng biết ơn, tôi may mắn biết bao vì còn được sống. Tâm từ bi, con người mà chúng ta muốn trở thành. Tâm quảng đại, chúng ta tràn ngập ngập tràn niềm hỷ lạc. Vâng, đó là 8 trụ cột của niềm hỷ lạc ạ. Đây là một cái chương rất là quan trọng mà các quý ngài chia sẻ làm thế nào để sống hỷ lạc từ góc nhìn của Phật giáo và bên Anh giáo. Buổi kỷ niệm lễ nhảy múa trên đường phố Tây Tạng. Từ giã lời tạm biệt cuối cùng. Chương cuối cùng là phần mà tôi rất là thích về tính ứng dụng của nó. Thực hành thiền hỷ lạc, phát triển khả năng miễn dịch tinh thần, thiết lập mục tiêu vào buổi sáng, vượt thoát chướng ngại, đạt đến an vui, vun đắp 8 trụ cột của niềm hỷ lạc, vui mừng vì một ngày đã qua của bạn, mối quan hệ giữa với mọi người và cộng đồng, niềm đại hỷ lạc. Vâng, vừa rồi là tôi có giới thiệu cho các bạn, các anh các chị nghe một một chút xíu về mục lục của cuốn sách này. Cuốn sách này là những điều vô cùng sâu sắc của Hạ Kiệt Xuất, đúng không ạ? Với những cái tư tưởng rất tuyệt vời. Và một sự hơn 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 hết đó là một sự liên tôn, quan điểm giao thoa của hai tôn giáo, và chúng ta sẽ thấy một cái gốc đó là mong muốn thế giới hòa bình hơn, mong muốn con người hạnh phúc hơn của cả hai nhà tâm linh này. Tôi xin đọc lời mở đầu của chính hai nhân vật đặc biệt của chúng ta. Chào mừng bạn đến với cuộc sống tràn đầy hỷ lạc. Vâng, tôi rất là thích vì bản thân hai người này luôn luôn là nụ cười. Ở trong trang bìa họ đã chọn được hai bức tranh mà các bức ảnh mà các ngài đang mỉm cười sảng khoái nhất. Và khi mà đọc cái lời dẫn của người cầm cầm bút viết lại những gì các ngài trao đổi thì tôi thấy là cái sự thú vị, sự tinh nghịch, sự hóm hỉnh của các ngài nó thể hiện rất là rõ. Họ thật sự là đại diện, cách sống của họ đại diện cho sự hỷ lạc. Nhân dịp đón mừng một sinh nhật đặc biệt, chúng tôi đã dành ra một tuần lễ ở tại Dharamsala để cùng ngồi bên nhau trong tình bằng hữu, đồng thời cũng để chuẩn bị một vài thứ mà tôi hy vọng sẽ là món quà gửi đến tất cả chúng ta. Có lẽ chẳng còn gì vui sướng hơn việc chúng ta được sinh ra, cho dù cuộc sống vẫn còn nhiều nỗi buồn, khổ đau và căng thẳng. Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách nhỏ này có thể trở thành một tấm vé mời đưa bạn đến với niềm hỷ lạc an vui và là hạnh phúc chân thực. Chẳng có số phận đen tối nào định đoạt tương lai, chúng ta mới là người quyết định. Trong mỗi ngày và trong từng khoảnh khắc, ta không luôn có khả năng kiến tạo và sửa đổi vận mệnh của chính mình, cũng như chất lượng sống của con người trên toàn thế giới. Sức mạnh này nằm trong tay của chúng ta. Hạnh phúc rốt ráo, lâu dài sẽ không thể nào tìm được bằng việc theo đuổi các mục đích và thành tựu thế gian. Hạnh phúc chân thực không nằm ở nơi tài sản hay danh vọng. Nó chỉ có thể được tìm thấy trong tâm thức và trái tim của con người. Chúng tôi mong rằng bạn có thể tìm thấy nó ngay ở đây. Đồng tác giả với chúng tôi, anh Abraham đã vui mà lòng chấp thuận cùng thực hiện dự án này, phỏng vấn chúng tôi trong suốt một tuần. Chúng tôi đã nhờ anh sắp xếp phối hợp các ý kiến của chúng tôi lại với nhau, và anh cũng tình nguyện đóng vai người dẫn chuyện. Nhờ đó chúng tôi không chỉ chia sẻ được các quan điểm, kinh nghiệm cá nhân, mà còn bao gồm cả những phát hiện mới của giới khoa học cũng như nhiều người khác nữa về khởi nguồn của niềm hỷ lạc. Bạn không cần vội tin chúng tôi. Quả thực đừng nghe bất cứ điều gì chúng tôi nói như một tín điều. Chúng tôi chỉ là hai người bạn đến từ những thế giới khác nhau, đang chia sẻ những điều mà bản thân mình được chứng kiến, học hỏi qua cuộc đời từng trải. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ nhận ra điều gì được nói trong cuốn sách này là đúng, và nhờ áp dụng nó vào thực tế cuộc sống của chính mình. Mỗi ngày lại đem đến một cơ hội mới để bắt đầu. Mỗi ngày đều là ngày sinh của bạn. Nguyện vọng mang cuốn sách này đến đem phúc lành đến cho tất thảy chúng sinh hữu tình, cũng như tất cả những con người của Chúa, bao gồm cả bạn. Vâng, đây là lời chúc của hai vị thầy tâm linh. Ở lời giới thiệu thì tôi sẽ không đọc, để dành cho các bạn có trên tay cuốn sách này, các bạn sẽ đọc nhé. Và tôi xin đọc vào nội dung đầu tiên, chính là một cái trao đổi đầu tiên của ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Hai con người, hai người bạn rất là trân quý. Để bắt đầu, tôi đã thỉnh mời Ngài Tổng Giám Mục cầu nguyện, bởi theo truyền thống của Ngài, đó là cách để mở đầu bất cứ cuộc đối thoại quan trọng nào. Vâng, xin cảm ơn Ngài Tổng Giám Mục mở lời. Tôi luôn cần đến mọi sự giúp đỡ mà mình có được. Chúng ta hãy lắng nghe trong giây lát, lắng lòng trong giây lát. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, xin lấp đầy tâm hồn các tín hữu Chúa và thắp lên ngọn lửa tình yêu của Ngài trong lòng họ. Xin cử Thánh Thần Chúa đến và đổi mới tâm hồn chúng con, và xin canh tân bộ mặt trái đất. Amen. Amen. Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp lời.
Sau đó tôi đã thỉnh nguyện Đức Lạt Lai Lạt Ma chia sẻ mong muốn của Ngài dành cho hội ngộ quý báu này. Ngài liền ngồi xuống và xoa đôi tay. Hiện nay chúng ta đang ở thế giới thế kỷ thứ 21. Chúng ta đang hoàn thiện hơn những phát kiến của thế kỷ 20 và tiếp tục cải thiện thế giới vật chất. Trong khi điều hiển nhiên là vẫn còn rất nhiều người nghèo khổ, thậm chí họ còn không có thực phẩm để ăn. Nhưng nói chung thế giới chúng ta đã có sự phát triển rất cao. Tuy vậy, vấn đề là nền giáo dục và xã hội của chúng ta hiện vẫn chỉ tập trung vào những giá trị vật chất, các giá trị bên ngoài. Chúng ta không dành đủ sự quan tâm cho các giá trị bên trong của chính mình. Những cá nhân trưởng thành từ loại hình giáo dục này sống một đời sống thiên về vật chất và kết quả là toàn bộ xã hội cũng bị vật chất hóa. Nhưng thứ văn hóa này lại không có khả năng giải quyết được các vấn đề của con người chúng ta. Vấn đề thực sự nằm ở đây. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rồi đưa tay chỉ lên đầu. Liền đó, Ngài Tổng Giám Mục cũng vỗ tay lên ngực của mình để nhấn mạnh vào ở trái tim. Và ở đây, Đức Đạt Ma lặp lại, tâm thức và trái tim, giá trị vật chất không thể mang đến cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn. Vì vậy, chúng ta thật sự cần phải tập trung vào các giá trị bên trong của chính mình, là bản chất chân thực của chúng ta. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể có được sự bình an trong tâm hồn, cho hòa bình cho thế giới. Rất nhiều vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt là lý do chính chúng ta tự tạo nên. Ví dụ như chiến tranh và bạo lực, không giống như các thảm họa tự nhiên, các vấn đề này được tạo ra bởi chính loài người chúng ta. Tôi thấy có một sự mâu thuẫn lớn. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói tiếp, có 7 tỷ người trên thế giới này và không ai muốn bản thân mình phải gặp rắc rối hay đau khổ. Mặc dù thế, vẫn có rất nhiều vấn đề xuất hiện và rất nhiều đau khổ xảy ra, mà phần lớn trong số đó lại do chính chúng ta tạo nên. Tại sao vậy? Ngài quay sang nói trực tiếp với Đức Tổng Giám Mục đang ngồi gật đầu đồng tình ở bên cạnh. Còn đó, còn có gì đó thiếu sót? Với vai trò của một thành viên trong số 7 tỷ người này, tôi tin rằng tất cả chúng ta phải có trách nhiệm góp phần xây dựng nên một thế giới hạnh phúc hơn. Sau cùng, chúng ta cần phải dành mối quan tâm lớn hơn với lợi ích an vui của những người khác. Nói một cách khác, sự tử tế và lòng từ bi là những điều mà hiện nay chúng ta thiếu. Chúng ta phải chú ý nhiều hơn đến các giá trị nội tại của mình. Chúng ta phải xoay nhìn vào bên trong. Đức Đạt Lai Lạt Ma quay sang nhìn Ngài Tổng Giám Mục và giơ tay lên. Hai bàn tay chắp lại một dáng vẻ cung kính. Vậy nên giờ đây, Ngài Tổng Giám Mục Tu Tu, người bạn lâu năm của tôi, Ngài đưa tay ở phía Ngài Tổng Giám Mục. Người bạn tri kỷ ấy liền đón lấy bàn tay của Ngài. Trong lòng bàn tay của Ngài, tôi thấy Ngài là có tiềm năng vĩ đại. Quyền thế, Đức Tổng Giám Mục tỏ vẻ giận dỗi rút tay lại. Tiềm năng vĩ đại, đúng thế. Ý tôi là khả năng to lớn của Ngài để kiến tạo nên một nhân vật hạnh phúc, một nhân loại hạnh phúc hơn. Ngài Tổng Giám Mục liền xoa đầu và cười xòa. À vâng, khi mọi người nhìn thấy khuôn mặt của Ngài, Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục. Ngài luôn tươi cười, luôn hoan hỷ. Đó là một thông điệp rất tích cực. Đạt Lai Lạt Ma vừa nói vừa với tay ra để nắm tay Ngài Tổng Giám Mục và vuốt ve nó. Thỉnh thoảng các bạn nhìn thấy nhà lãnh đạo chính trị hay lãnh đạo tâm linh, họ thường mang một khuôn mặt rất là nghiêm nghị. Nói rồi Ngài liền ngồi thẳng lưng lên ghế và vẻ mặt cau lại nghiêm nghị. Nó làm cho người khác thấy e ngại. Nhưng khi họ nhìn vào khuôn mặt của Ngài thì thấy một chiếc mũi rất to. Ngài Tổng Giám Mục gợi ý và rồi cả hai cười khúc khích. Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục. Vì vậy tôi thực sự cảm kích trước chuyến đi lần này của Ngài để chúng ta có được cuộc trò chuyện hôm nay. Để phát triển tâm, chúng ta cần quan sát ở mức độ sâu sắc hơn. Tất cả mọi người đều kiếm tìm hạnh phúc, niềm vui, nhưng lại tìm chúng ở những điều kiện bên ngoài như tiền bạc, quyền lực, nhà đẹp, xe sang. Hầu hết chúng ta chẳng để lại ý gì, chẳng để ý gì đến nguồn cội sâu thẳm của cuộc đời hạnh phúc, là thứ nằm ở bên trong chứ không phải nằm ở bên ngoài. Ngay cả nguồn gốc của sức khỏe thể chất cũng nằm ở bên trong chúng ta, chứ không phải nằm ở bên ngoài. Ở thời điểm này, có thể tồn tại một vài thứ khác biệt giữa chúng ta. Ngài thường nhấn mạnh với đức tin. Bản thân tôi là một Phật tử, tôi cũng cho rằng đức tin rất quan trọng. Nhưng thực tế là trong số 7 tỷ người trên hành tinh của chúng ta, vẫn có hơn 1 tỷ người là những người không có đức tin. Họ cũng là những người anh chị em của chúng ta. Họ cũng có quyền trở thành con người hạnh phúc và trở nên những thành viên tốt đẹp của đại gia đình nhân loại. Vì vậy, một người thông không cần phải phụ thuộc nhiều vào đức tin tôn giáo để rèn luyện những giá trị bên trong của chính mình. Thật khó để theo kịp những lời khai thị thâm sâu của Ngài, Đức Tổng Giám Mục lên tiếng. Tôi nghĩ Ngài muốn nói rằng thực ra chúng ta truy cầu hạnh phúc, chúng ta không thể tìm thấy nó. Ta nó rất khó nắm bắt, chúng ta không thể tìm được hạnh phúc đơn giản bằng cách nói tôi sẽ quên đi mọi thứ và chỉ theo đuổi hạnh phúc mà thôi. Có một tiêu đề của một cuốn sách của Lewis mang tên Surprise by Joy.
Tiếng Việt dịch tạm dịch là hạnh phúc đến bất ngờ, mà tôi nghĩ là cách thể hiện cách thức mà hạnh phúc vận hành. Ngài Tổng giám mục nói tiếp, nhiều người nhìn vào Ngài và họ nghĩ về tất cả những điều khủng khiếp xảy ra với Ngài. Không có gì mang tính hủy hoại hơn là việc phải sống tha hương, bị cắt lìa khỏi những thứ vô cùng trân quý với chúng ta. Nhưng khi mọi người gặp Ngài, họ lại trải nghiệm được một người thầy với sự an bình thanh thản đến diệu kỳ. Lòng từ bi phi thường lại còn nghịch ngợm nữa. Từ đó miêu tả rất chính xác đấy. Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp lời, tôi không thích quá trang trọng hình thức. Đừng có ngắt lời tôi. Ngài Tổng giám mục giật khuỷu tay lại. Ôi trời, Đức Đạt Lai Lạt Ma bật cười trước lời khiển trách của Ngài Tổng giám mục. Thật tuyệt vời khi được biết rằng những gì chúng ta thực sự muốn không đơn giản chỉ là niềm hạnh phúc. Đó không phải là điều tôi sẽ đề cập, mà tôi sẽ nói về niềm hỷ lạc. Hỷ lạc bao trùm cả hạnh phúc, niềm hỷ lạc là thứ vĩ đại hơn rất nhiều. Các bạn có tò mò về cái từ hỷ lạc không ạ? Chúng ta đang theo dõi chương trình đọc sách. Cuốn sách hôm nay tôi chọn để tặng các bạn đó là cuốn Hỷ Lạc Từ Tâm. Ngay khi đang làm sách thì chị Ân đã khen cuốn sách này rất là hay và tôi chờ đợi nó ra đời và tôi xin phép nhà nhà sách Sài Gòn Book đọc liền cho các bạn. À, có tối nay có 3 món quà dành tặng các bạn nha. Các bạn hãy like, share, comment tích cực để tôi có thể tặng những người yêu sách và những người có đóng góp lan tỏa sách tới mọi người. Rất vui sẽ được tặng 3 món quà quý giá này. Thật sự ai được nhận món quà này cũng có quà rất quý giá. Và tất nhiên chúng ta cũng có thể tự tặng cho mình cuốn sách quý giá này bằng cách là lên Tiki hoặc lên trang Sài Gòn Book đặt mua đúng không? Cảm ơn các bạn. Tôi xin đọc tiếp để chúng ta hiểu về sự ỷ lạc nhé. Cảm ơn mọi người đang theo dõi. Thì không theo dõi được hết cái lời comment của mọi người. Nhưng rất là cảm kích mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn Trang Lê, Thùy Dung, Việt Hạnh, bạn Giật Hạnh nữa, Oanh Mai. Rất nhiều bạn đang tham gia. Cảm ơn anh Hoàng Gia Khiên, chị Như Nguyễn, bạn Nguyễn Đức Huy. Cảm ơn mọi người. Thế xin đọc cho mọi người nghe nhé, vì cuốn sách này quá hay luôn. Nên Thế xin đọc tiếp cho mọi người nghe, tranh thủ thời gian. Hãy nghĩ đến người mẹ đang chuẩn bị sinh con. Hầu hết tất cả chúng ta đều muốn tránh xa đau đớn. Vì vậy các bà mẹ đều cho rằng họ sẽ bị đau và vô cùng đau khổ khi lâm bồn. Nhưng họ chấp nhận điều đó. Và ngay sau quá trình sinh nở đau đớn nhất khi đứa trẻ được ra đời, thì bạn không thể nào đo đếm được niềm vui sướng hỷ lạc của người mẹ. Đó là một trong những ví dụ kinh ngạc cho thấy niềm hỷ lạc có thể đến một cách rất nhanh chóng. Một người mẹ có thể kiệt sức sau một ngày làm việc vất vả, Ngài Tổng giám mục nói thêm, và mọi thứ như đổ dồn lên đầu cô ấy. Nhưng nếu lúc ấy đứa con bị ốm thì người mẹ chẳng còn nhớ gì đến sự kiệt sức của mình. Cô ấy có thể ngồi bên giường bệnh của đứa trẻ suốt cả đêm, và khi đứa trẻ khỏe lại, bạn sẽ thấy được niềm hỷ lạc ở cô ấy. Trạng thái được gọi tên hỷ lạc này là gì? Và làm thế nào nó có thể gợi lên một loạt cảm xúc như vậy? Vì sao mà kinh nghiệm về trạng thái hỷ lạc đó có thể xuyên suốt từ những giọt nước mắt hạnh phúc lúc đón một đứa trẻ chào đời, cho đến tiếng cười sảng khoái lúc đùa vui, xuất hiện cả trong những nụ cười an nhiên khi thiền định. Niềm hỷ lạc dường như bao trùm lên khắp những trạng thái rộng mở cảm xúc trong tâm hồn. Esman, một nhà tâm lý nghiên cứu cảm xúc nổi tiếng và cũng là người bạn lâu năm của Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã phân tích niềm vui gắn liền với cảm xúc rất là đa dạng như sau. Cảm giác dễ chịu đến từ năm giác quan. Cảm giác thích thú đến từ mức độ cười khúc khích cho đến cười vang. Cảm giác mãn nguyện là một dạng hài lòng ở mức độ điềm tĩnh hơn. Cảm giác phấn khích chỉ khi phản ứng với sự mới lạ hoặc thách thức. Cảm giác nhẹ nhõm yên lòng theo sau những cảm xúc khác, chẳng hạn như sợ hãi, lo lắng, kể cả sự thỏa mãn. Cảm giác kinh ngạc về hạnh phúc xảy ra khi gặp những điều ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng hoặc đáng ngưỡng mộ. Cảm giác ngây ngất hay sung sướng là loại cảm xúc mạnh mẽ khiến chúng ta như mất hồn. Cảm giác hân hoan khi hoàn thành được một nhiệm vụ khó khăn hoặc táo bạo. Cảm giác hãnh diện rạng ngời khi con cái chúng ta đạt được thành tích vinh dự đặc biệt. Giác hạ hê thích thú trước nỗi đau khổ của người khác. Cảm giác hướng thượng xuất phát từ việc chứng kiến một hành động, sự quảng đại hoặc lòng từ bi. Cảm giác tri ân, sự cảm kích biết ơn trước một hành động mang lại lợi lạc cho người khác. Trong một cuốn sách bàn về hạnh phúc của học giả Phật giáo, cũng là một cựu khoa học gia, Matthew Ricard đã thêm vào 3 trạng thái cao hơn của niềm vui sướng là tùy hỷ, vui mừng trước hạnh phúc của người khác, mà trong tiếng Pali gọi là mudita, hoan hỷ hay mê ly, trạng thái mãn nguyện vui mừng không gì sánh bằng, sự sáng tỏ tâm linh
là niềm hỷ lạc an nhiên xuất phát từ hạnh phúc chân thực và lòng nhân từ sâu thẳm. Vầng cao nhất là sự sáng tỏ tâm linh. Tấm bản đồ hữu ích này đã phô bày sự phức tạp và vi tinh vi trong vương quốc của niềm hỷ lạc. Niềm vui thì có thể trải dài từ sự sung sướng vui mừng khi chứng kiến hạnh phúc của người khác, những gì mà người Phật tử gọi là mudita, cho đến cảm giác hạ hê trước những điều bất hạnh của người khác, điều mà người Đức gọi là schadenfreude. Nhưng rõ ràng niềm hỷ lạc mà Ngài Tổng Giám Mục miêu tả không chỉ là cảm giác vui thích mà nó gần hơn với cảm giác nhẹ nhõm yên lòng, kinh ngạc vì hạnh phúc và trạng thái mừng vui ngây ngất khi người mẹ sinh con. Niềm vui thì bao trùm lên tất cả những kinh nghiệm về hạnh phúc của con người, nhưng niềm hỷ lạc bền vững là niềm an vui khi đã trở thành bản chất, thành lối sống mà chúng ta chứng kiến từ chính Ngài Tổng Giám Mục và Đức Đạt Lai Lạt Ma, gần nhất với định nghĩa về sự mãn nguyện không gì sánh bằng hay sự sáng tỏ tâm linh được sinh ra từ hạnh phúc và lòng nhân từ sâu sắc. Một loạt cảm trạng thái cảm xúc hỷ lạc từ mức độ thấp đến cao, các bạn đang có mức nào? Tôi đang đọc truyện cho mọi người nghe thì tôi cảm thấy rất là vui mừng và hạnh phúc khi mà có mọi người cùng theo dõi. Cảm ơn mọi người. Cấu trúc phức tạp của niềm hỷ lạc này chính là lý do để chúng ta cùng có mặt ở đây để khám phá. Nghiên cứu được thực hiện tại Viện Khoa học Thần kinh và Tâm lý học tại Đại học Glasgow cho thấy sự thực sự chỉ tồn tại có 4 loại cảm xúc cơ bản, mà trong số 3 trong số đó là những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, tức giận và buồn phiền. Loại cảm xúc do đó hành trình để khám phá về niềm hỷ lạc cũng không ngoài mục đích tìm ra điều gì giúp con người chúng ta trải nghiệm sự mãn nguyện hài lòng. Có phải niềm hỷ lạc là một cảm giác chỉ thoáng hiện và làm chúng ta ngạc nhiên đôi chút, hay nó làm đặc tính bền vững? Tôi đưa ra câu hỏi. Tôi ở đây là người chắp bút viết cuộc đối thoại của hai ngài đấy ạ. Đối với các ngài, niềm hỷ lạc dường như là một điều gì đó bền lâu hơn nhiều. Việc thực hành tâm linh không hề khiến các ngài u sầu hay nghiêm nghị. Thậm chí, việc tu tập này còn khiến các ngài vui vẻ hơn. Vậy làm sao mọi người có thể nuôi dưỡng và khiến trạng thái hỷ lạc trở thành bản chất, thành lối sống, chứ không chỉ là một cảm xúc nhất thời? Ngài Tổng Giám Mục và Đức Đạt Lai Lạt Ma nhìn nhau, rồi Ngài Tổng Giám Mục ra hiệu cho Đức Đạt Lai Lạt Ma nói trước. Đức Đạt Lai Lạt Ma liền nắm lấy bàn tay của Ngài Tổng Giám Mục và bắt đầu. Vâng, đúng là như thế. Hỷ lạc rất khác với hạnh phúc. Khi tôi sử dụng từ hạnh phúc theo nghĩa là tôi thấy hài lòng, tọa ý. Đôi khi chúng ta sẽ phải trải qua một kinh nghiệm đau đớn như Ngài nói về lúc lâm bồn, nhưng kinh nghiệm đó vẫn có thể mang lại sự mãn nguyện và nguyện và tràn ngập niềm hỷ lạc. Để tôi hỏi Ngài, này Ngài Tổng Giám Mục ngắt lời, Ngài đã sống lưu vong 50 mấy năm rồi nhỉ? 56 năm. 56 năm xa một đất nước mà Ngài yêu thương hơn bất cứ điều gì, tại sao Ngài không hề rầu rĩ? Rầu rĩ? Đức Đạt La Lợn Ma hỏi lại vì không rõ nghĩa của từ này. Khi Jinpa vội vàng phiên dịch sang tiếng Tây Tạng, Ngài Tổng Giám Mục cũng giải thích thêm, ý là buồn bã ấy. Đức Đạt Lai Lạt Ma cầm bàn tay của Ngài Tổng Giám Mục như để tự an ủi Ngài khi hồi tưởng lại những sự kiện bi thương này. Việc Đức Đạt Lai Lạt Ma được phát hiện là hóa thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời trước, có nghĩa là ngay ở tuổi mới lớn lên 2, Ngài đã bị mang ra khỏi mái nhà nơi thôn dã của mình ở tỉnh Amdo thuộc miền đông Tây Tạng. Sau đó Ngài được đưa đến cung điện Potala, 1.000 phòng ở thủ đô Lhasa. Ở đó Ngài được nuôi dưỡng trong sự tách biệt xa hoa, với vai trò là lãnh đạo tâm linh, chính trị trong tương lai của Tây Tạng, cũng là hiện thân thánh linh của Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi. Năm 1950, 15 tuổi, Đức Đạt Lai Lạt Ma bị đẩy vào chính trường, trở thành người cầm quyền của 6 triệu dân và phải đối mặt với một cuộc chiến vô vọng. Trong suốt 9 năm, Ngài đã cố gắng đàm phán với chính phủ Trung Quốc vì phúc lợi của nhân dân Tây Tạng và cố gắng tìm kiếm những giải pháp chính trị. Năm 1959, một cuộc nổi dậy có nguy cơ gây ra một cuộc tàn sát lớn và Đức Đạt Lai Lạt Ma với trái tim nặng trĩu buộc phải đưa ra quyết định lưu vong. Khả năng thành công trong cuộc chạy thoát khỏi Ấn Độ, cuộc chạy thoát tới Ấn Độ thì ít ỏi đến mức đáng kinh ngạc, nhưng để tránh xảy ra một cuộc đối đầu và một trận tắm máu, Ngài đã bỏ đi trong đêm với một bộ quần áo cải trang thành người bảo vệ cung điện. Ngài phải tháo bỏ cặp kính mắt, tầm nhìn mờ nhòe đã làm tăng lên cảm giác sợ hãi cùng lo lắng của Ngài. Trong suốt 3 tuần chạy trốn, đoàn của Ngài phải nhẫn nhịn trước trận bão cát và bão tuyết khi họ băng qua những đỉnh núi cao hơn tới 19.000 bộ. Một trong những phương pháp thực tập của tôi đến từ vị thầy Ấn Độ cổ xưa, Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu trả lời câu hỏi của Ngài Tổng Giám Mục.
Ngài ấy đã dạy rằng khi bạn phải trải qua những hoàn cảnh bi thương, hãy suy tư thế này. Nếu không có cách nào để thoát khỏi bi kịch, vậy thì lo lắng cũng chẳng ích gì. Tôi đã thực hành như thế. Đức Đại Lai Lạ Ma đã nhắc đến một vị thầy Phật giáo sống vào khoảng thế kỷ thứ 8, đó là Tôn giả Tịch Thiên. Ngài đã viết, nếu tình hình vẫn còn có thể làm gì đó, thì đâu có gì cần phải lo buồn. Còn nếu chẳng thể làm được gì hơn nữa, thì lo buồn cũng có ích chi. Ngài Tổng Dung Bạch Quỳ cười khúc khích, bởi chắc thật khó mà tin rằng ai có thể ngừng lo lắng chỉ vì nhận ra việc lo lắng đó là vô nghĩa. Vâng, tôi thực tâm nghĩ mọi người đều biết thế. Tổng giám mục đưa hai tay, ngón tay trỏ lên và chỉ vào đầu. Ngài biết đấy, lo lắng chẳng có ích gì, nhưng họ vẫn cứ lo lắng. Vâng, chúng ta thấy đoạn này thú vị không ạ? Một câu nói của Tôn giả Tịch Thiên, tôi cũng đã đọc ở đâu đó trước đây và tôi thấy rất là thích. Nếu tình hình vẫn còn có thể làm được gì đó thì đâu cần gì phải lo buồn. Còn nếu chẳng thể làm gì được nữa thì lo buồn nào có ích chi. Vâng. Đoạn sau nhiều lắm, rất là dài, nhưng tôi sẽ xin phép chọn vài đoạn có ích cho các bạn ngay đêm nay để chúng ta có thể chiêm nghiệm cuốn sách này nha. Tôi xin đọc tặng các bạn một đoạn ở phía là vun đắp 8 trụ cột của niềm hỷ lạc. Một chương nói về 8 trụ cột của niềm hỷ lạc ở phía trên rất là hay, với những thông tin không chỉ là đến từ những cái suy tư và kinh nghiệm sống sâu sắc của hai nhà tâm linh mà còn từ những nghiên cứu mới nhất về khoa học trên thế giới về 8 trụ cột của niềm hỷ lạc. Và tôi xin đọc cho mọi người nghe đoạn vun đắp 8 trụ cột của niềm hỷ lạc như thế nào. Tôi thích nhất ngay từ cái phương pháp đầu tiên chúng tôi đã được học trong tâm lý trị liệu và tôi áp dụng, tôi thấy rất hiệu quả. Đó là phương pháp thực hành tự tách mình khỏi tình huống quan kiến. Các bạn thử với phương pháp này ngay tối nay xem sao nha. Có được quan kiến mở rộng theo cách gọi của Đức Đạt Lai Lạt Ma là bước ra khỏi tình huống của chính mình để nhìn được bức tranh toàn cảnh rộng lớn hơn. Các nhà khoa học đã gọi phương pháp thực hành này là tự tách mình ra khỏi một tình huống nào đó. Việc này cho phép chúng ta suy nghĩ thấu đáo hơn về vấn đề của mình, cũng như giảm thiểu những phản ứng căng thẳng và các cảm xúc tiêu cực. Quan điểm rộng mở hơn này cũng cho phép chúng ta vượt lên khỏi tính vị kỷ cá nhân rất giới hạn và nông nổi của mình. Nó đưa chúng ta đến một cách nhìn biết lưu tâm đến những lợi ích của người khác. Ngài Tổng Giám Mục cũng đã nói, khi đó, khi có được cách nhìn giống với con mắt của Chúa Trời này, chúng ta sẽ hiểu cần phải làm gì để phụng sự cho tất cả những đứa con của Ngài. Khả năng vượt khỏi lợi ích vị kỷ là điều cần thiết đối với bất kỳ nhà lãnh đạo tài ba đào, cho dù trong một quốc gia, một tổ chức hay một gia đình. Một, hãy nghĩ về vấn đề hoặc tình huống khó khăn mà bạn đang đối mặt. Hai, hãy tả lại vấn đề của bạn như thể nó đang xảy ra với một người khác bằng cách sử dụng tên bạn, chứ không phải những từ như là tôi, cho tôi, của tôi. Ba, hãy xem xét vấn đề này từ độ lùi thời gian sau một tuần, sau một năm, thậm chí một thập kỷ tính từ bây giờ. Vấn đề hoặc sự kiện này có tác động đến bạn nhiều không? Bạn có nhớ được nó hay không? Bạn sẽ học được gì từ kinh nghiệm ấy? Bốn, nhìn lại cuộc sống của bạn qua cách nhìn của Chúa hay từ một quan điểm phổ quát. Hãy xem xét nỗi sợ hãi, thất vọng của bạn từ quan điểm này. Sau đó, hãy xem tất cả những người có liên quan đều đáng quý như nhau. Họ xứng đáng với tình yêu thương, sự tôn trọng. Sau đó suy nghĩ xem điều gì sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Vâng, đó là bốn cách để thực hành phương pháp quan kiến, thực hành tách mình ra khỏi tình huống. Cách này sẽ giúp bạn giống như là nhà tham vấn tâm lý cho chính mình vậy. Cách này rất hiệu quả đấy các bạn. Trụ cột thứ hai đó là khiêm tốn. Phương pháp thực hành Lajong. Khiêm tốn giúp chúng ta ghi nhớ mối liên kết chung giữa mình với mọi người. Nó giúp chúng ta tránh khỏi sự cô lập, thói phán xét và vô tâm. Nó giúp chúng ta nhớ rằng tất cả chúng ta đều là đứa con thương yêu của Chúa, như lời mà Ngài Tổng Giám Mục từng nói. Và nhớ rằng chúng ta chỉ là một trong số 7 tỷ người trong hành tinh này. Nó giúp chúng ta nhớ rằng tất cả chúng ta đều sống trong một mái nhà chung. Vâng, trước khi đọc những cái chi tiết cụ thể của phương pháp này thì trong cuốn sách này tôi học được là cái cách chắp tay của đạo Phật chính là chúng ta là một. Tôi là cùng là tôi với các bạn, tất cả chúng ta là một. 7 tỷ người trên thế giới là một. Đây là cái cách chào của người Phật tử và lâu nay thì tôi cũng chào theo cách như vậy. Bây giờ đọc cuốn sách này tôi mới hiểu cái ý nghĩa của nó. Tất cả chúng ta là một. Vâng, chúng ta thử xem cái cách thực hành trụ cột khiêm tốn như thế nào nha. Một, nhớ nghĩ về tất cả những người phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống mình. Hãy nghĩ về cha mẹ của bạn, những người đã cho bạn cuộc sống, thầy giáo của bạn, người đã dạy dỗ bạn nên người. Hãy nghĩ về những người làm ra thực phẩm cho bạn ăn, quần áo cho bạn mặc. Có vô số người khác đang chịu trách nhiệm bạn có cuộc sống mà bạn đang sống hiện nay.
Bây giờ hãy nghĩ về tất cả những người đã khai thác phá và kiến tạo ra những thứ mà chúng ta đang dùng như nhà ở, hoa màu, thuốc men để giúp bạn có thể tồn tại. Hãy nghĩ về tất cả ông bà tổ tiên, những người đã từng hiển diện, trải qua cuộc sống khó khăn để giờ bạn mới có cơ hội được sinh ra. Những người đã dũng cảm vượt qua bao gian khổ lớn lao để bạn có được cuộc sống như hiện tại. Sau đó bạn hãy nghĩ về gia đình, bạn bè mình, những người đã mang đến cho cuộc sở đời của bạn thêm ý nghĩa và mục đích sống. Vâng, đọc đoạn này thì tôi nhớ đến những người làm ra cuốn sách này cho chúng ta đọc, đúng không ạ? Hãy biết ơn họ. Thứ hai, đó là cho phép trái tim bạn rộng mở để trải nghiệm được tình yêu thương và lòng biết ơn đối với tất cả những người này. Trải nghiệm về tình yêu thương và lòng biết ơn khởi sinh từ việc giữ gìn mối liên hệ với tất cả những gì mà người khác đã mang đến cho bạn. Nhờ vào việc nhận thức được rằng chúng ta phụ thuộc vào những người khác như thế nào, chúng ta yếu ớt ra sao sau khi bị phân tách và mạnh mẽ thế nào khi gắn kết với nhau. Vâng, chúng ta bị ta phân tách, chúng ta rất yếu ớt, và chúng ta gắn kết, chúng ta rất là mạnh mẽ. Cách thứ ba, cái vun đắp trụ cột thứ ba đó là tự cười đùa với chính mình để phát triển khiếu hài hước. Vâng, khiếu hài hước thì hai vị tâm linh của chúng ta rất là rõ luôn. Đọc cuốn sách này nó vui lắm các bạn, rất là thú vị. Khiếu hài hước có vẻ như là một năng khiếu bẩm sinh tự phát và không thể trau dồi mà có được. Nhưng cũng giống như việc thay đổi cách nhìn, khả năng tự cười vui về bản thân và nhìn ra những điều châm biếm, những thực tế hài hước trong cuộc sống là thứ mà chúng ta có thể học hỏi qua thực tiễn theo thời gian. Một, hãy nghĩ về những người điều hạn chế của bạn, những nhược điểm hay lỗi lầm thường thấy của con người bạn. Nghĩ tới điều gì đó về bản thân mà bạn thực sự cảm thấy hài hước khi xem xét nó ở một vài quan điểm. Ví dụ, Đức Đạt Lai Lạt Ma có thể vui vẻ cười giễu về khả năng nói tiếng Anh hạn chế của mình. Đức Tổng Giám Mục thì hay cười muộn, cười đùa với chiếc mũi to của bạn của ngài ấy. Còn bạn, bạn có thể vui cười về điều gì ở bản thân? Có khi khi có thể tự cười mình, bạn sẽ khiến người khác cảm thấy gần gũi bạn hơn và tiếp thêm niềm cảm hứng, giúp cho họ mở lòng chấp nhận những hạn chế, những lỗi lầm và khuyết điểm của chính bạn. Hai, tự cười đùa với chính mình. Lần tới khi ở trong nhà, khi ở trong một tình huống mà bạn hành động một cách khôi hài, hay lỡ nói điều gì đó rất mắc cười, hoặc đơn giản là chuyện gì đó xảy ra nhưng không được hoàn hảo như bạn tính, thì hãy thoải mái cười đùa với chính mình, pha trò về tình huống ấy. Hài hước là một trong những cách hay nhất để kết thúc mâu thuẫn, đặc biệt là khi bạn tự cười đùa với chính mình, thừa nhận bạn đang phản ứng một cách ngốc nghếch hay thái quá. Cách thứ ba, cười vui về cuộc sống. Lần tới khi bạn trì hoãn hoặc làm một điều gì đó diễn ra không trôi chảy như dự định, thì hãy lấy làm vui với hoàn cảnh thay vì bực bội hoặc phẫn nộ. Bạn sẽ nhận ra sự vui vẻ bạn giúp cho mọi người khác cảm thấy thoải mái và thường thì làm cho tình huống an dịu lại. Tương tự như vậy, khi gặp phải tình huống trớ trêu nào đó trong cuộc sống thường ngày, thì hãy thử nhìn nó bằng con mắt của sự hài hước. Vâng, đó ít nhất là ba trụ cột mà tôi đọc cho các bạn nghe, có 8 trụ cột tất cả. Rất là hay các bạn ạ, với những hướng dẫn rất cụ thể. Vâng, bây giờ thì tôi thấy muộn rồi và tôi nghĩ là chúng ta phải dừng lại thôi. Và tôi đọc cho các bạn một tí xíu vài trang nữa liên quan tới thiết lập mục tiêu của buổi sáng nha. Các đức ngài khuyên nó chỉ có 2 trang thôi. Và tôi muốn ngay sáng mai chúng ta thử thực hành xem. Trước khi đi ngủ chúng ta thử thiền hỷ lạc và chúng ta biết ơn. Chúng ta tập cười với chính mình, chúng ta thử quan kiến, tách mình ra khỏi tình huống. Ba cái cách mà chúng ta vừa mới được nghe ở phần cuối. Và chúng ta thử sáng mai ta thực hành điều này nha. Tôi xin đọc cho các bạn. Thiết lập mục tiêu vào buổi sáng. Mọi hành vi tỉnh thức đều bắt nguồn từ mục đích, mà mục đích thì đơn giản là việc chúng ta thiết lập mục tiêu. Nhiều nhà sư Tây Tạng thực hiện nghi thức này buổi sáng như một cách để chuẩn bị cho tinh thần và cảm xúc của họ theo cách mà họ muốn đối diện với cuộc sống trong suốt một ngày. Họ cũng thường xuyên xem xét mục đích của mình trước khi chuẩn bị ngồi thiền hoặc trước khi thực hiện bất kỳ nhiệm vụ quan trọng nào. Một cách khác để tập trung cho mục đích của bạn là đọc tụng những lời dạy hay đoạn kinh ngắn mang tính truyền cảm hứng để hỗ trợ cho lý tưởng cao cả của bạn. Ngài Tổng Giám Mục thường xuyên thực hiện lễ ban thánh thể vào buổi sáng, bao gồm đọc tụng và chiêm nghiệm các đoạn kinh thánh. Ngài tuân theo các nghi thức được sắp xếp theo thời gian, nghi thức cầu nguyện buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Ngài cũng thích đọc những lời dạy từ những nhà huyền môn vĩ đại để dẫn dắt trái tim và tâm trí ngài. Một, ngồi thoải mái và có thể ngồi trên ghế với hai bàn chân chạm đất hoặc ngồi khoanh chân. Bạn cũng có thể thực hiện bài tập này khi vừa thức dậy vào buổi sáng, khi bạn vẫn còn nằm trên giường, chuông báo thức vừa reo và trước khi một ngày vội vã bắt đầu, bạn có thể đặt hai tay lên chân hoặc lên bụng. Hai, nhắm mắt và hít thở sâu một vài lần bằng mũi, cảm nhận bụng của bạn phồng lên xẹp xuống khi bạn hít thở sâu dưới cơ hoành. Ba,
Lúc này hãy tự hỏi, đâu là điều mà trái tim tôi khao khát, tôi mong ước điều gì cho bản thân mình, cho những người thân yêu và cho cả thế giới này. Những ước mơ sâu kín nhất của chúng ta thường vượt ngoài sự mong đợi, sự ham muốn tạm thời của bản thân. Chúng có thể liên quan đến đời sống, việc chúng có thể liên quan đến việc sống với những giá trị nhân văn sâu sắc và là cái đưa chúng ta đến hạnh phúc tối thượng. Chúng mang chúng trở về với đúng mục vị trí của mình trong cấu trúc của cuộc đời. Đức là Lai Lạt Ma có một cách đơn giản để đánh giá mục đích của chúng ta bằng việc tự vấn như sau: tôi thực hiện điều này chỉ vì bản thân tôi hay còn cho những người khác, vì lợi ích của số ít hay hướng đến thật nhiều người, cho hiện tại hay cho tương lai. Vượt qua khảo sát này có thể dẫn dắt chúng ta hướng đến những điều mà bản thân thực sự mong muốn. Vâng, cách thứ ba này chính là chúng ta hướng đến mục tiêu, chúng ta thực sự muốn điều gì. Thứ tư, sau đó nêu ra mục tiêu trong ngày của bạn. Ví dụ, hôm nay nguyện cho tôi có thể mở lòng chào đón tất cả mọi người bằng tình yêu thương trong trái tim mình. Hoặc hôm nay nguyện cho tôi bớt phán xét hơn. Hay là hôm nay nguyện cho tôi có thể nhẫn nại và yêu thương các con của tôi. Nó có thể được nêu ra rành mạch cụ thể hoặc cũng có thể làm cầu nguyện chung. Nếu bạn chưa thực sự rõ ràng về mục đích của mình, bạn có thể lặp lại bốn dòng kệ sau đây, được phỏng theo bài cầu nguyện Tứ Vô Lượng thuộc truyền thống Tây Tạng. Bài nguyện này đã dẫn lối cho nhiều người trên chuyến hành trình phát triển lòng từ bi và hạnh phúc tuyệt vời. Tôi xin đọc tặng các bạn lời nguyện này nhé. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đạt được hạnh phúc an vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều thoát khỏi đau khổ phiền não. Nguyện cho tất cả chúng sinh không bao giờ xa rời niềm hỷ lạc. Nguyện cho tất cả chúng an trú trong bình đẳng, tánh trí. Vâng, bốn lời nguyện này chính là cách để chúng ta tìm đến phát triển lòng từ bi và hạnh phúc tuyệt vời. Vâng, bốn điều mà chúng ta có thể làm buổi sáng. Một là ngồi hoặc nằm thoải mái ngay sau tỉnh dậy. Hai là nhắm mắt và hít thở vài lần bằng mũi để tĩnh tâm. Sau đó hãy tự hỏi mình, mục tiêu của mình là gì? Điều trái tim mình khao khát là gì? Và điều thứ tư, đó là mục tiêu trong ngày hôm nay của mình là gì? Vâng, đó là cách mà các ngài chia sẻ với chúng ta rất cụ thể, và cuốn sách vô cùng dày với gần 500 trang này, chúng ta sẽ tìm thấy những điều vô cùng quý giá để chúng ta sống hỷ lạc hơn. Chúng ta hãy gieo những tình yêu thương của chúng ta đến với tất cả mọi người mà chúng ta gặp mỗi ngày, đúng không ạ? Vâng, đó là câu nói của mẹ Teresa. Hãy đừng để ai đến với bạn mà không nhận được niềm hạnh phúc. Và rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream hôm nay. Và Thúy xin chọn ba người bạn rất là yêu sách và lan tỏa sách bằng cách like, share, comment để Sài Gòn Book gửi tặng các bạn những cuốn sách này nhé. Và một lần nữa biết ơn Sài Gòn Book và các anh chị trong ban biên tập, trong cán bộ công nhân viên của Sài Gòn Book đã làm cuốn sách này, đã đem đến cho chúng ta một tác phẩm rất tuyệt vời, nổi tiếng toàn thế giới, về cuộc đối thoại của hai nhà tâm linh nổi tiếng, Đức Đạt Lai Lạt Ma và Đức Tổng Giám mục Nam Phi. Rất mong là một vài điều mà tôi vừa chia sẻ sẽ giúp mọi người đêm nay có một đêm ngon giấc, tối nay đi ngủ với một sự bình an, và sáng mai chúng ta sẽ có một ngày mới, một ngày cuối tuần thật là hạnh phúc bên những người thân yêu. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và mỗi tuần Thúy được gặp lại mọi người trong 30 phút để đọc sách cho mọi người nghe cũng là niềm vui của Thúy, và ngày càng thì sự hỷ lạc này nó càng cao hơn, và sẽ cùng nhau lan tỏa những điều tốt đẹp. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong tối thứ bảy tuần sau vào lúc 7 giờ các bạn nhé.